Hello, hello, em xin chào anh chị nhà đầu tư ha. Chào mừng anh chị quay trở lại với kênh của Nguyên Smart Investment, Nguyên Coffee Stock. Dạ rồi, về phiên hôm nay em cũng tiếp tục làm một cái video review lại những cái sự vận hành của dòng tiền lỡ ngày hôm nay, xem là hôm nay có những gì đáng chú ý, đồng tiền họ vận hành ra sao, cái tâm lý giao dịch của anh chị nhà đầu tư mình trên thị trường như thế nào ha, từ đó nó hình thành nên những cái xu hướng chúng ta có những cái chiến lược nó hợp lý nhất trong giai đoạn như thế này anh chị ha. Dạ rồi, nếu chị thấy video của em hay, chị cho em một like, một subscribe để không có bỏ lỡ những cái cơ hội trong đầu tư cũng như là những cái thông tin của em để dưới phần mô tả, anh chị mình có thể theo dõi anh chị ha. Dạ rồi, thì nhìn chung á là phiên ngày hôm nay là một phiên tăng điểm rất là tốt ha, nhưng mà phiên ngày hôm nay là anh chị lưu ý là có cái sự đáo hạn của phái sinh thành ra là trong cái phiên mà cuối gọi là ATC thì các trụ lớn là những con mạnh nhất của trên thị trường ảnh hưởng đến chỉ số lớn đã được đội họ kéo trong ATC rất là nhiều ha, để đạt được cái mục đích về đáo hạn và phái sinh. Thành ra là chính vì vậy nên cái đồ thị của Vani á, cái chỉ số của Vani đóng cửa cao nhất phiên rất là tốt và VN30 cũng như vậy ha. Đấy, VN30 đóng cửa cao nhất phiên này rất là tốt. Đúng mà, nó tạo ra một cái tâm lý mà anh chị nhìn vào thị trường anh chị thấy rất là hưng phấn và rất là tốt, thị trường đang cực kỳ ok. Đúng không ạ? Cực kỳ ok. Và cái khối lượng ngày hôm nay thì em đánh giá khối lượng cũng tốt ha, khối lượng lớn. Đấy, nhưng mà do là họ điều tiết chỉ số thành ra là chỉ số bên em này rất là đẹp. Nhưng mà nhìn trong phiên á thì anh chị thấy là áp lực bán ngày hôm nay tương đối lớn, có những áp lực bán bắt đầu xuất hiện nha. Có mã lớn, có mã không. Nhìn chung là có xuất hiện những cái dấu hiệu của áp lực bán. Anh chị ha, có xuất hiện nha. Đấy, tại vì sao? Tại vì thứ nhất á, là hồi nhanh như vậy thì anh chị nào tư nào mà mua giai đoạn trước Tết đó, thì bây giờ lãi rất là nhiều thì cũng là một áp lực bán. Rồi hồi nhanh như vậy quay về những vùng kháng cự rất là sớm thì rất là dễ gặp cái áp lực bán của anh chị nhà đầu tư thật sự còn hàng trên đấy ha, hoặc là những anh chị nhà đầu tư nào mà có mua bình quân trong giai đoạn trước đó thì nhìn chung cũng đã hạ giá vốn mình xuống, thì khi mà đánh như thế này thì họ đã có lợi nhuận lại. Liên tục những áp lực bán xuất hiện ra trên thị trường khá là nhiều, hoặc là anh chị có thể đưa ra ví dụ là ví dụ như những cái tổ chức lớn, một số những tổ chức họ bắt đáy và họ lên tới đây họ đạt được cái biên lợi nhuận thì họ bán ra, nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Đúng mà, ý là cái vùng trên này và những cái giai đoạn kế tiếp của Vani thì cái áp lực bán sẽ tương đối lớn ha, tương đối lớn. Vậy thì Vani như thế nào thì nó sẽ có những dự định kế tiếp. Điều thứ nhất là Vani phải cần một cái biên tích lũy ha, lúc nào cũng như vậy cả, đi lên là lên thang bộ mà, thành ra là phải luôn luôn có những cái biên tích lũy trên đường đi, để sau này những cái dư địa, những cái nệm nhúng, những cái gọi là lùi lại để lấy đà, để bật lên những cái vùng cao hơn và xa hơn, nó bứt thoát khỏi những vùng mạnh hơn những cái vùng kháng cự mạnh ha. Đấy, nó là như thế. Thì nhìn chung là hôm nay đóng như thế này là gặp lại kháng cự trước nè, 1170 nè, quanh quanh vùng đấy, đúng không? Thì chúng ta cần một cái biên tích lũy lại như thế này là một cái sự gọi là rất là đẹp để giúp cho VN đánh vượt cái đỉnh cũ này ha. Còn nếu mà ngày càng hồi thóc lên thì như em có chia sẻ đó, khi mà bà con lo sợ là mình đi chợ, đây lo sợ là đoạn này ai cũng muốn rút tiền ra, thanh khoản thị trường leo tèo không ai chơi, đúng mà, thì sao lo sợ thì đi chợ, đúng mà. Bây giờ hưng phấn rồi, bây giờ thị trường có một cái trạng thái là bây giờ tiền của họ ngoài thị trường khá là nhiều và dịch quay trở lại thì họ không thể nào họ bị vướng, họ bị những cái rủi ro trục trặc trong quá trình đầu tư, và cái kênh đầu tư chứng khoán lại là kênh hút tiền. Mà bây giờ bị một cái tình trạng là gì? Bây giờ qua Tết rồi, thị trường tăng mạnh vậy rồi, họ trạng thái là gì? Các nhà đầu tư trên thị trường họ bị đói hàng. Có nghĩa là họ có tiền nhưng mà họ rất là khó vào. Câu nào cũng tăng cả, chỉ có mua đuổi mới vào được thôi. Đúng không ạ? Đó là cái tình trạng giai đoạn hiện tại của thị trường. Cho nên dẫn đến là gì? Mặc dù tăng điểm rất là tốt nhưng mà nhìn chung á, thanh khoản VNI cũng lớn nhưng mà rất là bé so với lại trước đó. Cho cái giai đoạn trước đấy của VNI mình. Đúng không ạ? Chính là cái sự dè chừng và sự lo sợ, còn lo sợ của anh chị nhà đầu tư ở đứng bên ngoài ha. Cho nên em có nói video ngày hôm qua là giai đoạn này nhiều khi anh chị cầm hàng nó lại dễ xử lý hơn là cầm tiền và chưa có hề có hàng gì cả ha. Còn anh chị nào mà cầm một phần hàng và cầm thêm một phần tiền thì cũng khá là ok ha. Mình sẽ chờ những cái điểm giải ngân kế tiếp hoặc là những cái điều kiện gì để mình có thể giải ngân thêm, đúng không ạ? Đấy là những cái biên tích lũy lại ở trên những vùng cao hơn sẽ là những cái điểm mà gia tăng thêm ha. Hoặc là nếu như mà cái quá trình tích lũy nó thấy không ok thì có thể là những cái điểm chốt lại ha, tại vì mình mua những vùng giá khá là thấp ở dưới thì đây là những điểm chốt lại rất là tốt ha. Đó chính là lý do tại sao mà mua những vùng tích lũy, nó là như vậy ha, không mua đuổi, không mua thấp Nếu mà cổ phiếu hồi quá nhanh thì mình hồi mạnh lên hoặc là tăng quá mạnh thì là những cái điểm canh bán nhiều hơn là canh mua ha. Đấy, lưu ý giúp em là như vậy. Thì Vani sẽ cần một cái biên tích lũy ở trên cao hơn như thế này, sẽ có để cần cái sự tăng nó bền vững hơn. Đấy, đó là về mặt lý thuyết. Còn thêm những cái diễn biến kế tiếp như thế nào thì chính vì vậy giai đoạn như thế này em có chia sẻ với anh chị là đừng có giải ngân vội, nó là như thế ha. Rồi mình nhìn qua những cái dòng cổ phiếu về mặt ngân hàng đi, xem hôm nay dòng tiền trong dòng ngân hàng họ vận động ra sao ha. Đầu tiên thì chắc chắn là ACB. ACB thì em đánh giá hôm nay không có gì nổi bật và cũng không có gì đáng nói thêm, là tại vì nó giảm với một biên độ cũng tương đối bé, không nhiều, có những sự rút chân lên và khối lượng thì thật sự rất là thấp ha. Nhìn chung đây là một cái sự phản ứng bình thường khi mà đã gặp những cái vùng kháng cự đó ha, phản ứng cũng tương đối bình thường. Áp lực chốt lời nè, ai mua trước Tết là có lời nè, rồi áp lực ở trên đây người ta hòa lại người ta bán, thì những cái kháng cự này của ACB cũng tương đối mạnh, là tầm từ 3 đến 9 phiên như này, 3, 6, 9 nè, 9 phiên sự rất là nhiều ha. Thì cái kháng cự ở đây cũng rất là mạnh, thành ra khi lên đây cái áp lực bán sẽ có ha. Nhưng mà nếu mà tích lũy lại và siết nền nâng đáy ở đây là một điểm thật sự cần thiết đối với ACB ha. Mà cái volume bé như thế này đánh giá tốt cho ACB trong phiên ngày hôm nay ha. Còn nếu điểm mua thì đương nhiên là quan sát, chưa mua anh chị nha. Rồi tiếp theo là những cái con mạnh nhất đi, những con mạnh nhất ví dụ là VB đánh chuẩn mẫu hình và đã xác nhận và đánh luôn, tiền vào rất là tốt, thì hôm nay vẫn tiếp tục duy trì đà tăng và cũng có áp lực bán nè, có áp lực bán trong phiên nè, đây là cái chân dài xuống như này là có áp lực bán trong phiên ha. Thì nhìn chung là do chốt lãi thôi, nhà đầu tư họ có lãi, những vùng giữa họ chốt lãi, nhưng mà cái lượng quan trọng nhất là gì, hồi phục lên và đóng cửa gần cao nhất phiên như thế này, chứng tỏ là cái độ hấp thụ lại hàng cực kỳ tốt. Thì đánh giá là VB sẽ có những cái đợt tăng kế tiếp trong giai đoạn kế tiếp ha. Điểm mua thì đương nhiên là không ha. Rồi tiếp theo là những con yếu hơn, em có nói là không vào được VB thì mình để ý cũng Techcombank, đúng không ạ? Techcombank trong giai đoạn những cây đỏ như này sẽ là những cái điểm giải ngân trước Tết, đúng không ạ? Hoặc là những cái phiên đỏ và phiên ngày hôm qua là sẽ là những điểm giải ngân cuối cùng. Còn khi mà đã đánh lên tới đây rồi thì không còn điểm giải ngân cho anh chị nữa ha. Và phiên ngày hôm nay thì tương đối tốt ha, đóng cửa cũng gần cao nhất phiên, bị bán xuống một tí thôi ha, cũng có bị bán vào trong giai đoạn trong phiên nè, để ép anh chị chốt lãi là chính ha, nhưng mà đã được hấp thụ lên cực kỳ ok ha. Nhìn chung đánh mẫu hình giống nhau và mạnh như nhau ha. Rồi tiếp theo là Liên Việt Bopbank. Đấy, nhìn chung Liên Việt Bopbank nó đã thực sự có những sự phản ứng với cái vùng kháng cự ở đây ha, và phản ứng như thế này đánh giá là cũng tương đối tốt ha, vol khá là bé, không có vol lớn nhiều ha. Thì cần một cái biên tích lũy trên đây thêm 1 đến 2 phiên nữa trong giai đoạn vào đầu tuần sau sẽ là những cái điểm mà Liên Việt cần để đánh vượt ha, nhưng mà cái vol nó phải đạt nha. Đấy, thì mình lưu ý, hoặc là đánh mẫu hình vai đầu vai, nó phải oằn xuống một nhịp, nó oằn nó test lại cái vùng 14.2, đúng mà 14.2 như thế này, và có những cái điểm xác nhận ở trên đây, xác nhận ở tầm giá 15, 15.1 thì sẽ là những cái điểm mà nó đánh vượt lên nếu mà hoàn thành đúng mẫu hình. Để xem coi những cái biến động trong phiên ngày mai của Liên Việt như thế nào, chúng ta sẽ có những động thái kế tiếp ha. Rồi đó là 3 con mạnh nhất. Còn tiếp theo là những con yếu hơn, ví dụ như là CDG ha. CDG nhìn chung hôm nay đánh giá tốt, cái độ hấp thụ tốt. Thứ nhất là cũng không tăng, có giảm, nhưng mà cuối cùng lại đóng cửa quanh cái vùng giá mở cửa và cao hơn một tí và cái vol hôm nay cũng tương đối lớn ha, lớn, rất là lớn, bằng với lại vol ngày hôm qua thì anh chị thấy không, tại sao cái một cái biên độ tăng tốt như thế này mà cái vol này là tiền vào, mà một cái biên độ tăng nó đỡ quanh thâm chiếu thôi mà vol nó lại to ngang ngửa ngày hôm qua, chứng tỏ là gì, ở trên đây đã bắt đầu xuất hiện những áp lực bán đã bắt đầu xuất hiện áp lực bán, nhưng mà họ đã hấp thụ lại cái áp lực bán đấy và không cho cổ phiếu giảm sâu, và chỉ giữ quanh những vùng giá mở cửa hoặc là xanh lên giá mở cửa thì càng tốt. Đây là những động thái cực kỳ ok, cái độ hấp cung đánh giá cao ha, đánh giá cao về độ hấp cung, thành ra là những cái vùng như này sẽ cần thêm một vài phiên nữa để có những cái nhịp kế tiếp lên lại những vùng kháng cự xa hơn là những vùng trên này, vùng cái này cũng được hình thành tầm từ 8 phiên là cũng tương đối cứng, tương đối mạnh ha. Thì với cái biên tích lũy này phải cần dài thêm, hoặc là nếu mà ví dụ như đánh thóc lên luôn thì mình chốt lãi thôi, chứ mình không còn điểm mua nữa mua khi tích lũy thôi anh chị ha, lưu ý giúp em như vậy đối với CTG. Tiếp theo là HD. HD thì nó được một cái là cái nền này nó siết rất là chặt và siết rất là đẹp nè, con này siết hơi lỏng, nói chung mấy con như này siết khá là lỏng, nhưng mà HD siết rất là chặt, siết cực kỳ đẹp luôn Đấy, thành ra nếu mà cái nền siết như thế này á, thì khả năng nó lên được lại cái vùng 27 này là khá ok. Khá ok, cứ nắm giữ thêm, điểm mua đương nhiên không. Đấy. Rồi, tiếp theo là những con như là MBB. MBB hôm nay em đánh giá nó lại mạnh hơn so với lại những anh chị em của nó. Là tại sao? MBB thứ nhất là đánh vượt cái giá ngày hôm qua. Đóng cửa gần cao nhất phiên. Và cái điều quan trọng nhất là vốn vào rất là tốt. Vốn vào cực kỳ tốt. Vốn vào 23 triệu cổ phiếu, rất là ok. Và nó trực tiếp đã gặp lại cái vùng kháng cự khá là cứng của MBB rồi. Và đã có những sự phản ứng, đó chính là cái áp lực bán đây. Và không đóng cửa được cao nhất phiên. Thì chắc chắn là trong giai đoạn kế tiếp, hoặc là trong những tầm đầu tuần sau, sẽ là những cái điều chỉnh và tích lũy quanh những cái vùng trên như thế này của MB. Để xem coi những động thái như này thật sự tốt thì là chúng ta cũng quan sát MB. Cũng quan sát MB. Rồi tiếp theo như là STB thì như thế nào? STB thì đánh giá giai đoạn này khá là yếu so với lại những anh chị em của nó. Là nhìn chung là không có nâng đáy và không có đánh break và không có hồi lên nhiều. Và cũng một phần là do cái vùng kháng cự của STB ở đây cũng tương đối cao, tương đối nhiều và tương đối dài. Rất là cứng cáp như thế này thì sẽ cần rất là nhiều thời gian để hồi phục lên. Đấy, cần rất nhiều thời gian để hồi phục lên. Thứ nhất là nếu như mà siết cái nền chặt như thế này là đánh giá tốt, nhưng mà tại sao cái cây bùng nổ theo đà ngày hôm qua, cái dòng tiền lớn họ không vào STB, chứng tỏ là cái vô nó rất là bé và nó gọi là cái chỉ số về giá nó không có quyết liệt. Thì khả năng là gì, nó sẽ tích lũy thêm thôi, vì tiền họ không chọn con này để kéo mạnh. Những con đánh bứt thoát nè, có những sự nè mở gáp lên hồi rất là mạnh như thế này thì mới còn dư địa, có những sự tham gia thật của dòng tiền. Đấy, và HD đẩy kéo mạnh mẽ như thế này thì là mới ok. Còn mà kéo lèo tèo như này là khả năng phải tiếp tục tích lũy và nó sẽ chậm hơn những người anh chị em của nó. Rồi tiếp theo là ví dụ như là SHB thì như thế nào? SHB nhìn chung là đang tích lũy một cái nền dưới như thế này, nâng đáy rất là tốt, vốn cũng ngày càng siết cạn dần. Mà do cái quá trình rơi xuống đao chiết khấu khá là mạnh. Đấy, thành ra là cái biên tích lũy này sẽ cần thêm thời gian, mà cứ liên tục nâng đáy như thế này thật sự đánh giá rất là tốt. Mình cứ chờ thêm nó không vấn đề cả. Đấy, anh chị có thể tận dụng những cái biên khá lớn như này của SHB để mình chị hạ giá vốn, và cái điểm mà anh chị ra khoảng tầm 17 chấm mấy như thế này là mình canh bán bớt là vừa. Tại cái vùng như thế này là mặc dù nó là cái vùng hỗ trợ cứng giai đoạn trước, nhưng mà bây giờ nó lại thành cái vùng kháng cự khá là dài. Mình đây mình tận dụng cái biên để mình hạ giá vốn, mà lên tới đây là cái điểm mình bán ra hết những cổ phiếu SHB này. Thì tùy theo nha những cái động thái kế tiếp, ví dụ như tiền vào mạnh thêm một lần nữa hoặc là siết một cái nền thật sự đẹp thì mới có dư địa để chạy lên tiếp 19, chạy lên tiếp 19.5 hoặc cao hơn. Đấy, đó là những cái nhịp mà anh chị mình lưu ý. Đấy, đó là dòng băng. Vietcom hôm nay là như em có chia sẻ đúng không, đó hãng phái sinh họ kéo chỉ số của VN30 và trụ, thành ra là đây đã được chọn và kéo, đã thực sự bứt thoát khỏi cái vùng tích lũy, nhưng mà lại gặp gì, gặp những vùng kháng cự khá là dày của Vietcom. Thành ra là vẫn là quan sát thêm, vẫn chưa có động thái kế tiếp. Em đi lấy ly nước. Rồi tiếp theo là dòng dầu khí. Dòng dầu khí hôm nay thì dầu khí như thế nào? Thứ nhất là dầu khí đã mạnh từ phiên sáng rồi, sau ITO rất là mạnh, rất là khỏe luôn. Và em đã thấy được là BVS từ phiên sáng là nó đã hút lên quanh cái giá 22 rất là tốt. Thành ra em có báo cho đông khách hàng của mình là đây BVS, đây là BVS quanh giá 22, anh chị tận dụng những cái nhịp xanh như thế này, anh chị bán ra 1/2 hàng của mình. Đó mà đây là ngay từ phiên sáng là tầm đây là 9:03 là đang ATO, là hết ATO một cái là anh chị mà chốt lãi ngay. Hút lên, càng hút càng chốt, chủ động về lãi, chốt bớt một lượng phần hàng đi, là nó gặp kháng cự thì nó sẽ có những sự phản ứng nhất định. Nhưng mà cái điểm cộng của BVS ngày hôm nay là gì? Đó chính là khối lượng. Khối lượng vào thật sự rất là tốt. Khối lượng 26 triệu cổ phiếu, kỷ lục luôn. Kỷ lục luôn, tiền vào kỷ lục đối với những dòng dầu khí. Tiền vào là rất là tốt, nhưng mà cái vấn đề là gì? Cái vấn đề thứ hai là vẫn bị bán khá là mạnh. Tăng một cái biên độ lớn như thế này mà bị bán ngược gần nửa giá, gần nửa cái biên độ ngày hôm nay, tăng 8% mà bị bán lại tới tận 4%. Hay là cái áp lực, cái vôn to này một phần là có tiền vào, phần thứ hai là áp lực bán cũng tương đối lớn. Ha, áp lực chốt lời nè, áp lực bán hòa ở đây nè, tương đối lớn. Ha, chính vì cái sự tương đối lớn đấy sẽ có những nhịp nó test lại ở đây, nó tích lũy lại ở đây thêm một vài phiên nữa để kiểm tra cái phản ứng. Xong rồi nó mới có những nhịp nó tiếp tục bứt phát. Ha, nhưng mà tiền vào như này thật sự rất là tốt, mà bị bán như này lại xấu. Ha, nó cân bằng qua lại. Thành ra là gì? Mình cần thêm những cái diễn biến vào ngày mai. Và ngày mai mình sẽ để ý xem BVS này nó làm gì. Chú ý, nhưng mà có tiền vô là phải chú ý nè. Phải chú ý những động thái kế tiếp anh chị nha. Dạ rồi. Chú ý nha. Đấy, rồi tiếp theo BVD. BVD thì bị một cái tình trạng là liên tục mở gap up như thế này và kéo lên hút rất là mạnh. Thì nhìn chung á, là em có nói những video trước là BVD hồi mạnh mà không có tích lũy như thế này á, thì cứ lên là anh chị canh bán, rồi về tới đây là nhìn chung là anh chị chắc chắn là mua ở đâu trong giai đoạn trước là đều đang hòa hoặc là lời luôn. Mua ở đâu quanh đây là đều lời hết, chỉ có đu trên cái đọt này là mới lỗ thôi. Còn đu lớn này là chắc cũng là lời tầm 1% rồi, đúng không? Nhìn chung là cũng về lại bờ hết rồi. Đấy, thành ra là gì, mình canh để xem coi cái dòng tiền của BVD như thế nào. Dòng tiền vào nhiều hơn là bán ra. Do là sáng nó mở trần luôn, thành ra cái việc mà nó bị bán xuống thì cũng là chuyện hiển nhiên thôi. Sáng mở cửa giá trần rồi, thì cái áp lực bán mà họ đỡ hầu như là cả ngày luôn á. Áp lực bán xuất hiện vào đầu phiên chiều hay sao á, thì mới có giá đỏ. Đầu phiên chiều là mới xuất hiện giá đỏ, và họ cũng hấp thụ hết cái lượng cung hàng ở đây rồi. Nhìn chung cái cây này cũng là cây tiền vào, cũng là cây tiền vào, nhưng mà nó cũng phải cần cái sự tích lũy thêm. Tại vì con này đánh thực sự rất là thóc, đánh thóc như thế này rất là rủi ro và cần những biên tích lũy. Rồi BVT thì cái nhịp này BVT yếu, BVS BVD hồi mạnh như thế, quay lại những cái vùng vượt đỉnh cũ như thế này mà BVT nó lèo tèo ở dưới như thế này, đánh giá yếu. Đoạn này BVT là yếu hơn rất là nhiều so với lại hai anh chị em của nó. Vẫn chưa quay lại được kháng cự, mà chưa lên được kháng cự này đã bị bán rồi, đúng không? Nay có tiền vào nhưng cũng có bị bán ra. Và cái quá trình mà đã chưa bứt thoát khỏi kháng cự ngay thì có quá trình tích lũy nó sẽ lâu hơn hai anh chị em của nó. Dòng tiền họ sẽ đánh những con nào mà thứ nhất là nó nhẹ, tại sao vượt qua kháng cự rồi, ông nào bán là bán hôm nay đi, tôi test lại thêm 1-2 cây nữa là tôi kéo luôn, ai bán ra là bán hết rồi. Còn con này nó nặng hơn thì nó sẽ làm lâu hơn, nó sẽ tích lũy lâu hơn và kéo lâu hơn. Đấy là như thế. Tiếp theo những con như là bô cũng nặng, không có tiền vào. Anh chị thấy nhìn cái vol nè, không có những sự bùng nổ về mặt khối lượng, chứng tỏ là gì, dòng tiền lớn họ không quan tâm, những cái con yếu hơn như thế này, và họ chỉ bơm tiền khủng của họ vào hai con mạnh nhất thôi, hoặc là bơm vào gas là trụ, họ bơm vào 3 con mạnh nhất thôi. Đấy, BLS nữa. Đấy, bơm vào những cái con mạnh nhất của dòng, không bơm những con lóc cóc lên keng, những con yếu hơn anh chị ha, yếu hơn về mặt dòng tiền. Đấy, tiếp theo ví dụ oi nè, penny rồi nè, kháng cự quá dày và cái tiền là bắt đầu bị bán khá là nhiều. Đấy, những con yếu như thế này thì là đánh siết cung như thế này nè, rất là ghê nha, không có phân tích được đâu anh chị, rất là nguy hiểm luôn á. Nè, đội họ cầm hàng hết rồi, họ siết nè, đội siết nè, như thế này cực kỳ rủi ro. Đánh mấy con này không có phân tích được, có thể là nó cũng chạy theo dòng B, tại nên nó buông các bạn bán có phương, cũng đồng ý. Nhưng mà nếu mà thị trường xấu mấy con này rất là ghê, rất là ghê. Đấy, mà cái thanh khoản nó cũng lèo tèo nữa. Thanh khoản khá là ít, khá là ít. Rồi BLS trụ, trụ hôm nay cùng con này cũng không, con này giữ giá là chính chứ không có được kéo nhiều. Những con trụ khác nó đã được chọn rồi nè, kéo trụ nè, kéo gáp nè, vôn vào khá lớn đệt. Nhưng mà gặp cái gì, gặp kháng cự chung cũng sẽ cần thêm thời gian. Nhìn chung là giai đoạn hồi phục mạnh và nhanh là nó đã qua rồi, bây giờ là những cái vùng gặp lại kháng cự sẽ là những phản ứng bị bán, xem có cái phản ứng kháng cự bị bán hay không, như thế nào sẽ là những động thái kế tiếp của cả thị trường. Rồi tiếp theo là dòng mà dòng bán lẻ là một dòng rất là mạnh trong giai đoạn này, đúng không? Xem ngày hôm nay nó diễn biến như thế nào. Thì nhìn chung MWG thì em có nói với đông khách hàng của mình là em có gom một ít trước Tết, đúng không? MWG hút mạnh, mà nếu quanh cái giá 140 anh chị có thể chốt cái phần hàng mua trước Tết. Em có chia sẻ đấy, thì mua quanh những cái vùng như này là tích lũy nè. Đó, lên tới đây là mua gia tăng khi mà vượt 135 nè. À, đánh là 100 quanh cái giá 139 140 rồi đấy là chốt dần ra cái phần hàng đã mua ở Tết ha. Đấy, và cái phần gia tăng thì cứ cặp ha, cứ cặp đánh quyết liệt như thế này mà hôm nay được cái là đó, hệ phái sinh nữa, trụ được kéo nữa, rất là ngon ha, rất là ngon, đóng gần cao nhất phiên như thế này cực kỳ thuyết phục ha. Đấy rồi, nhưng mà cái nào mà nó bây giờ là kéo ATC là chị nhìn rõ nhất là nhìn cái bảng giá đó. Mình nhìn là mình thấy nó kéo ATC ngay nè. Trước khi vào nha, trước khi vào ATC là nó chỉ giá vàng thôi, tham chiếu thôi, là đây là 138 mà cuối phiên đóng 139.5, tăng 1 giá rưỡi à, đây à, tăng 2 giá chứ, đúng rồi, tăng 2 giá chị ha nè, 0.4 0.5 đúng không, thêm 5 là 39, 39.5 nữa là tăng 2 giá ha. Đấy à, 1 giá chứ, em nhầm rồi, 1 giá ha, kéo ATC này thấy không, cái khoảng cách giữa kết phiên và ATC này nhảy thẳng luôn. Đấy chính là như thế. Hôm nay là có lỗi lệnh đúng không, lỗi lệnh khoảng tầm mấy phút cuối do ATC mới hoạt động lại bình thường ha. Rồi tiếp theo là BNG, hưởng ứng theo buôn của bạn của Phường ha. Đấy, nhưng mà anh chị thấy là đánh MWG nó sẽ mạnh hơn tại nó đầu ngành, thì con này nó yếu hơn một chút. Mình nhìn chung vẫn như nhau ha, vẫn như nhau, mình không nói nhiều nữa. Rồi tiếp theo là FPT vẫn mạnh. FPT thì hôm nay nó lại yếu hơn thì cũng dễ hiểu thôi, tại vì trong giai đoạn trước nó đã tăng quá nhiều rồi, thì bây giờ nó phải nhường sân dòng tiền lại cho MWG và BNG, và nó sẽ chịu cái sự lép vế. Và anh chị cầm có FPT cầm, anh chị cũng canh là mình ra hàng dần ha, ra hàng dần. Rồi tiếp theo là Masan. Masan đang đánh một cái mẫu hình là có thể rằng là cốc tay cầm, cốc tay cầm có thể thôi nha, có thể là mẫu hình cốc tay cầm đúng không ạ, nhưng mà nó chưa có xác nhận lại, chưa lên lại được cái giá mà quanh 87.5 như thế này, còn 2 giá nữa ha, còn 2 giá rưỡi nữa. Là đây là cái vùng mà anh chị cực kỳ lưu ý của con Masan nha, khi mà nó có được cái giá mà 97.5 như này anh chị phải đặc biệt lưu ý Masan anh chị nha. Rồi còn nếu chưa thì vẫn quan sát thôi ha, vẫn quan sát. Rồi tiếp theo là dòng xây dựng là có đất xanh, con mạnh nhất đây, một cái trend cổ phiếu đi lên cực kỳ mạnh mẽ. Hôm nay thì đây có áp lực bán đúng không, xuất hiện áp lực bán, áp lực đây, áp lực chốt lãi là chỉnh vượt đỉnh rồi ha, mà cái đỉnh này khá là xa thì kháng cự nó không còn ý nghĩa nhiều đấy ha. Nhìn chung là gì, đây áp lực bán tương đối ít và có những sự đỡ giá lại hết, và cái volume cũng tương đối bé nữa, không vấn đề gì cả ha. Nếu đất xanh có những biên tích lũy lại sẽ là những điểm cực kỳ chú ý, còn nếu tiếp tục tăng tiếp thì anh chị mình cứ có hàng anh chị cầm canh chốt thôi ha. Đấy sẽ luôn có cơ hội khi cổ phiếu tích lũy trở lại, tại vì dòng tiền họ vẫn còn chú trong này, họ sẽ có giai đoạn phân phối trong giai đoạn dài hơn ha. Rồi tiếp theo là FCN này, chị thấy không, mấy con mà kiểu yếu hơn đó nè, đây tiền vào rất là lèo tèo và chưa có bứt thoát khỏi nè. Phú Tài rồi, Phú Tài là một con, thứ nhất là cái thanh khoản nó quá bé đi và nó không chịu ảnh hưởng nhiều, tại vì là thanh khoản bé quá, dòng tiền lớn họ không có đánh, là nó không ảnh hưởng nhiều trong cái nhịp này của thị trường chung ha. Thành ra nhưng mà nếu mà anh chị mình thích Phú Tài á thì cái volume như thế này em đánh giá rất là tốt nè. Ngày mai nếu mà có thêm cây đỏ thì anh chị dễ ngưng test cũng được ha. Đang cái trend của nó là cũng khá là ok đó, khá là ok. Rồi HPC thì như thế nào? HPC nhìn chung thì hôm nay bị bán cũng tương đối lớn nha, bán mà về tăng mạnh như thế này mà bán về lại đây là tương đối lớn nha, mà cái volume nó cũng to nữa, nó cũng không có bé nữa ha. Cũng một phần dễ hiểu thôi, do là cái vùng kháng cự của nó khá là dài ha, cái vùng kẹp hạn này khá là dài thì người ta bán ra bớt, áp lực bán là tương đối lớn ha. Thì nếu áp lực bán mà lớn như thế này thì sẽ có những cái biên tích lũy trở lại nhiều hơn ha. CTD thì em có nói là chú ý cho giai đoạn sau, không phải bây giờ ha. Rồi tiếp theo là những con về dòng chứng khoán xem như thế nào ha. Chứng khoán có SSI mạnh nhất, SSI hôm nay cũng bị bán ha, do cũng dễ hiểu thôi, gặp lại những vùng kháng cự khá là dài, cái vùng này khá là dài nha, cái vùng này tồn tại rất là nhiều phiên từ giai đoạn trước đó, xong rồi tới giai đoạn mà đáy một rồi cho tới tận bây giờ lại đây kháng cự khá là dài ha. Cái vùng này rất nhiều anh chị nhà đầu tư tham gia và đang bị kẹp hàng và lên tới đây họ sẽ thấy là mình hòa vốn hoặc là họ đã mua trung bình ở những cái vùng như thế này, thì lên tới đây nhìn chung là họ có lời lại một chút thì họ sẽ có xu hướng là họ bán ra cổ phiếu này ngay, đúng không? Họ bán ra cổ phiếu này ngay. Thì hôm nay em đánh giá là gì? Giữ giá quanh cái giá mở cửa như thế này và khối lượng rất là to thì thể hiện cái sự đỡ giá cũng mang tính chất khá là quyết liệt. Có nghĩa là bao nhiêu lượng hàng bán ra, tại vì với cái vốn to như thế này á, thì một là cổ phiếu nó phải tăng mạnh hoặc là cổ phiếu nó phải giảm sâu, mà nó giữ quanh một cái vùng tham chiếu mà giá mở cửa như thế này thôi thì có nghĩa là cái sự đỡ giá, cái lượng mua được bán mang tính chất là cân bằng, bao nhiêu người mua là có bấy nhiêu người bán đỡ lại, thành ra giá nó không có giảm được. Đây là sự đỡ giá rất là quyết liệt đối với SSI. Hai đỡ giá rất là tốt, hai đỡ giá rất là tốt, nhưng mà nó cũng sẽ cần tích lũy thêm ha. Lưu ý giúp em, đây là con mạnh nhất, còn những con yếu hơn như thế nào? SHS thì thứ nhất nó cũng bị một cái tình trạng là thanh khoản nó khá là bé ha, thanh khoản nó khá là bé, bé hơn anh chị em của nó về mặt giá tiền, về mặt khối lượng cũng bé hơn rất là nhiều đấy. Nhưng mà SSI thì hôm nay SHS thì hôm nay tích lũy, hôm nay cái phiên này là em đánh giá vẫn là tích lũy thôi, vẫn chưa có động thái gì mới ha, vẫn chưa có động thái gì mới. HCM, HCM đoạn này tương đối yếu. Thứ nhất là không có những sự quyết liệt về dòng tiền, nó không có một cái cây ăn hàng nào thật sự nhiều cả, đây không có sự quyết liệt lắm về dòng tiền. Và thứ hai là cái hán cự này rất là dài nha, hán cự rất là dài nha. Đấy, chỉ có nói chung là canh hồi thì chị canh bán, con này dòng tiền lớn họ không tham gia nhiều lắm. Cái dư địa nó sẽ không bằng SSI nè, tiền SSI tham gia rất là nhiều, đỡ giá tốt nè, hôm nay đỡ tiếp nè, sự đỡ giá cũng mang tính chất khá là ok ha. Rồi VND hàng bo cung nè, tương đối yếu nhưng kháng cự dài quá, cái vùng này dài quá, hồi bao nhiêu đây mà nó hồi thấp nữa chứ, nó không có tích lũy nữa thì khả năng nó đục được cái vùng này khá là khó ha. Rồi VCI như thế nào? VCI thứ nhất là dòng tiền lớn chưa tham gia nhiều, thứ hai là cái vùng tích lũy như thế này cũng chưa có những sự bứt phá, thứ ba là vùng kháng cự này rất là dài, nó phải cần một cây vol bùng nổ hơn thì nó mới có đủ dư địa để nó thực sự nó đánh lên cái vùng trên cao hơn như thế này ha. Một cổ phiếu muốn tăng giá phải có sự tham gia của dòng tiền lớn, cái sự bứt phá phải tương đối tốt mới được ha. Rồi tiếp theo là dòng phân, dòng phân hôm nay trần hai con đúng không, rất là tốt. Ví dụ như DGC, DLC nó đã tăng từ phiên ngày hôm qua rồi, tiền vào rất là đạt ha. Thì hôm nay thì đỏ như thế này thì áp lực bán chút lãi thôi của anh chị nhà đầu tư là mua trước Tết hoặc là mua trước đó ha. Thậm chí là những anh chị mà kẹp con DGC này mà từ giai đoạn mà từ cái đỉnh đi xuống mà tới bây giờ vẫn còn lời mà ha, tới bây giờ là lời lại luôn á, thì nhìn chung là gì, chốt lãi thôi, áp lực bán mà nó bé như thế này và đỡ giá quanh giá mở cửa như này tương đối tốt ha, đánh giá khá ok đấy. Tiếp theo DCM, DBM thì sau một cái quá trình chán nản siết nền nâng đáy này kia, cuối cùng cũng đã có những sự tiền vào quay trở lại đường đua đối với hai con DBM và DCM. Tiền vào hôm nay rất là đạt, thanh khoản trong giai đoạn mà tạo đáy ở dưới này nè thì tầm từ 1 triệu đến 2 triệu cổ phiếu thôi, hôm nay thanh khoản tầm 4 triệu 4 triệu thì gấp 4 lần, gấp đôi rất là ok, rất là đạt đấy. Em canh là những cái vùng, nếu mà thứ nhất cái con này, thứ nhất là dòng tiền tổ chức nó chưa có ra, thứ hai là cái độ chán nản khá là nhiều. Nhìn chung là anh chị nhà đầu tư nhỏ lẻ mà cầm con này á, em đánh giá là không còn nhiều đâu ha. Thì khả năng là nếu mà hồi lên được cái vùng 18.9 như này là xem động thái kế tiếp ha, xem động thái kế tiếp. Rồi DCM cũng như thế luôn, nhưng mà DCM thì cái kháng cự này nó siết đẹp quá, thành ra nó khá là dài ở đây để xem như thế nào ha, để xem như thế nào. Rồi BFC, BFC hôm nay tiền yếu quá, tiền không đạt, nó tăng như thế này mà tiền không đạt, đây là gọi là buôn của bạn bán của phường thôi. Cái tiền nó phải vào thật anh chị nè, cái tiền nó phải nhiều như thế này nó mới có độ an toàn. Còn hồi mà cái cây mà tăng gần 4-5% như thế này mà cái vốn còn bé hơn cả những ngày trước như vậy là không thuyết phục ha, hồi ảo ha. Rồi tiếp theo là những con dòng bán lẻ, dòng thép, dòng xây dựng, rồi dòng trứng, dòng thép. Dòng thép thì có Hòa Phát, cổ phiếu quốc dân ha, hôm nay cũng được kéo vào ATC. Đấy, tăng cũng tương đối tốt tương đối tốt, nhưng mà nó bắt đầu là gì, ngày mai là nó gặp lại kháng cự khá là dài ở đây thì để xem động thái kế tiếp như thế nào ha. Hoa Sen yếu hơn yếu hơn đấy, Hoa Sen thì yếu hơn. Nam Kim, Nam Kim á, cái con này nó bị cái là nó không xấu nhưng mà nó sẽ khá là lâu, tại cái nền tích lũy siết khá là chặt, vốn đã có những dấu hiệu cạn dần. Cái điều cần bây giờ của Nam Kim đó là một phiên dòng tiền vào mạnh, đây là những cái điểm mà giúp cho Nam Kim sẽ chạy một giai đoạn rất là ghê, tại vì nó tích lũy rất là lâu rồi ha, nhưng mà nó cần dòng tiền xác nhận hơn Nếu có dòng tiền xác nhận mà nó về lại được cái vùng mà 17.6 như thế này nè, mà nếu ok chị mình có thể canh năm kim. Rồi tiếp theo là những con trụ, những cái trụ hôm nay là đều đồng loạt được kéo cho ATC nè, để phục vụ cho mục đích phái sinh nè, anh chị thấy không, kéo đóng cao nhất hết. Kéo đồng loạt như thế này tạo ra một cái tâm lý cho anh chị mình rất là tốt. Chính vì vậy khi mà sự hưng phấn, mọi cái thứ tốt đẹp mà được tạo ra quá nhiều như vậy là lúc anh chị mình nên suy nghĩ và nên cẩn thận một chút ha. Rồi VGI hôm nay tăng cũng tương đối tốt, vốn vào cũng khá là ok, nhưng mà cũng bị bán là sẽ có tích lũy lại. Nếu mà làm cho một cái nền 2, đó là cái sự gọi là cái chung của tất cả cổ phiếu hiện tại. Nếu có một cái nền 2 nữa thực sự rất là ok ha, rất là ok. Đấy, chính vì vậy mà giai đoạn ngày mai sẽ là những cái điểm mà nếu anh chị mình có những cái dòng cổ phiếu mà đã mua giai đoạn trước Tết đó, mình nếu mà nó có những hồi phục mạnh luôn thì gì canh bán ha, canh bán để mình chuẩn bị những cái nhịp sau, xem cái độ phản ứng của kháng cự nó ra sao thì mình sẽ có những cái động thái nó tiếp theo ha, tiếp theo anh chị ha. Rồi đấy, đó là những cái khuyến nghị cũng như là những cái cổ phiếu chị mình lưu ý, đặc biệt chú ý những con dòng ngân hàng ha, dòng bán lẻ thì qua điểm mua rồi ha, để Masan một tí ha, để Masan một tí, và một số những dòng cổ phiếu mà bắt đầu có những sự tiền vào, những con cổ phiếu mà chạy sau ha, chạy sau. Nhưng mà nhớ nha, mình chọn những cái con mình hạn chế cầm penny trong giai đoạn này anh chị nha, hạn chế cầm penny ha, dòng tiền họ đang tập trung vào đâu thì mình tập trung vào đấy ha. Một con nữa là Vinamilk. Vinamilk em có lấy vị thế Vinamilk. Vinamilk nhìn chung ngày hôm nay rất là tốt ha, cuối phiên cũng được kéo nhờ là trụ đóng cửa cao nhất 109 cực kỳ ok, vốn vào cũng tương đối tốt ha, đang xiết một cái nền rất là đẹp ở đây, vai đầu vai rất là đẹp ha, chờ một phiên xác nhận nữa thôi. Tại vì nhìn chung á, là cái vùng kháng cự này của Vinamilk này cũng mang tính chất là nó không có mạnh lắm, nó được tầm 4 phiên thôi, nó không có nhiều. Và thứ hai á, là cái vùng mà cái vùng giá mà 107 109 như thế này là cái vùng kháng cự gọi là rất là cứng cáp của Vinamilk, họ đỡ giá rất là lâu trong những giai đoạn như thế này rồi. Và cái hành động mà tích lũy một cái nền tảng dài như thế này không phải là để tích lũy không nha, đây là một cái con mà nếu mà đánh chuẩn mẫu hình sẽ là những cái siêu sóng giai đoạn sau đó ha, tại vì chưa chạy, thậm chí cả một con sóng mà không hề có lãi luôn đó. Anh chị nào mua bắt được cái giá gốc như thế này mà lãi đâu đó tầm không bao nhiêu cả, cái con này lại tầm maximum lắm là 6% 7%, đây là nó lại vòng về lại những cái vùng như lại quay trở về trạng thái hòa vốn. Thành ra ai đánh Vinamilk cũng rất là nản vì cái độ mà vòng lên vòng xuống mà tích lũy rất là lâu như thế này. Nhưng mà những con như này như em có chia sẻ trong giai đoạn trước sẽ là những giai đoạn siêu sóng trong giai đoạn sau ha, cực kỳ lưu ý Vinamilk. Dạ rồi, nhà Vin VRE, nếu mà nó test cái VRE đúng không thì mình có nè, mình lưu ý nè, VRE em có chia sẻ ở giai đoạn trước là VRE này nó có một cái gap ở đây ha, nó có một cái gap ở đây là các đội họ phải kiểm tra cái gap này thành công cái đã, thì lúc đó thì mới chú ý trở lại VRE. Tại vì nếu thật sự mà cái gap này mà họ test không thành công á, họ sẽ có một cái quá trình tích lũy rất là lâu ở dưới này. Nhưng mà hôm nay đã có động thái đánh vượt gap, đánh lắp gap, thậm chí là đóng cao nhất phiên như thế này rất là tốt ha, rất là tốt. Đây một động thái rất là ok của VRE. Nhưng mà nó bị một cái tình trạng là gì, cái kháng cự trên đây khá là dài, lâu quá, thành ra là quan sát thêm thôi ha. Nếu mà ai có hàng thì canh lên kháng cự bán, còn những cái điểm lên kháng cự gặp sao mình tính sao ha. Vậy đó là VRE đấy. Vinhome cũng như thế luôn nha, Vinhome cũng như thế, lên kháng cự anh chị canh bán giúp em, hôm nay bán được nè, hôm nay canh bán bớt là ok, mai bán thêm ha. Vậy rồi em có để những cái thông tin liên lạc á vào ngày bao nhiêu nha, 2 tháng 3 là em sẽ mở khóa học kế tiếp gì ha. Dạ rồi, anh chị nào đăng ký khóa học anh chị mình có thể liên hệ với em, những cái thông tin em để dưới phần mô tả anh chị ha. Dạ rồi đấy, anh chị mình chúc anh chị mình một buổi tối vui vẻ bên gia đình ha. Tâm lý thị trường đang rất là tốt, nhưng mà mình cũng phải giữ cái đầu lạnh một tí, mình đừng có quá hưng phấn trên thị trường ha. Lựa chọn dòng cổ phiếu nó phải kỹ lưỡng, tại vì cái giai đoạn mà lo sợ nó qua rồi, lo sợ là mình mua là trước Tết á, bây giờ ai cũng hưng phấn rồi thì lúc đấy là mình cái thời điểm mà nếu hôi càng mạnh thì canh bán là chính ha, đừng mua khi mà mua cái phần lãi của người khác anh chị ha, để nó là như thế. Dạ rồi, Tôi xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều ha, vì anh tối nay xem video của em. Được rồi, tôi xin cảm ơn các anh chị.